Hai, tôi 22 tuổi, học kỹ thuật. Cũng giống như các du học sinh khác. À không, tôi nghĩ đa số sinh viên đều như vậy cả thôi. Thức khuya và bắt đầu một ngày luôn là như thế này. Chính xác thì một ngày bình thường của tôi hay bắt đầu vào lúc 9 giờ sáng. À quên mất chưa giới thiệu, tôi học thạc sĩ tại một trong những trường top của Đài Loan. Nghe có vẻ nguy hiểm vậy thôi, nhưng để nhận được học bổng toàn phân, tôi cũng đã trải qua một khoảng thời gian cố gắng học tập để theo đuổi ước mơ của mình. Với bố mẹ thì lúc nào tôi cũng là một đứa trẻ nhút nhát, hậu động. Lúc nào họ cũng tưởng tượng ngoài kia có bao nhiêu thứ có thể đe dọa đến con mình. Cho đến khi tôi tìm được một bài báo trên mạng viết rằng Đài Loan là một trong 10 quốc gia an toàn nhất thế giới thì họ mới yên tâm phần nào. Thôi kể đến đây thôi, dù thế nào đi nữa tôi cũng đã ở đây rồi. Sáu tháng đầu tiên, ngày ngày tôi chỉ xoay quanh học hành, đọc paper, làm thí nghiệm, paper, làm thí nghiệm. Nice. Bạn có thể cho rằng thế là nhàm chán, nhưng mà đối với tôi thì không, nó cực kỳ thú vị. Thôi đùa đấy, cho dù cơ khí máy móc là ước mơ từ nhỏ, nhưng đôi khi sự lặp lại này cũng khiến tôi cảm thấy mình giống như sắp sửa biến thành một cái máy vậy. Mà thôi không sao, tôi vẫn ổn. Nếu bạn muốn tìm tôi thì phần lớn thời gian tôi ở đây, thư viện. Đôi khi tôi hay tưởng tượng ra là một ngày nào đó tôi sẽ tìm được một nửa của mình ở chỗ này. Chúng tôi sẽ nhìn thấy nhau qua khe hở của giá sách nào đó và cô ấy mỉm cười. Nhưng đời không như là mơ. Có lẽ là do tôi nhạt nhẽo, ít nói và lười kết bạn. Đôi khi tôi cũng tò mò về cuộc sống ngoài kia. Nhưng có thể tại tôi nhút nhát nên chưa biết cách nào để bước vào đó cả. Trừ ba đứa bạn cùng phòng ra thì tôi thường làm bạn với cái máy ảnh. À, tụi này nữa, chúng làm bạn một cách vô điều kiện và chẳng bao giờ cãi nhau với tôi cả. Thật là cảm ơn trường đại học của tôi vì ngoài sinh viên ra còn nhận chăm sóc chúng một cách cẩn thận. Phần lớn thời gian rảnh tôi thường đi loanh quanh và chụp ảnh. Điều này làm tôi cảm thấy rất dễ chịu. Trường rất rộng và không khí thì trong lành. Tôi là đứa đơn giản, cách nói khác của sự nhạt nhẽo, không nổi bật hay không muốn tới những nơi quá ồn ào. Và Đài Loan thì bạn biết đấy, cuộc sống hiền dịu đúng như tôi mong muốn. Nhưng đến một thời điểm tuyệt vời mà, bạn cũng biết đấy, tôi có bạn gái. Không không, bạn bị lừa rồi. Điều này chỉ có trong mấy bộ phim tình xến xúa thôi. Ý tôi là nghỉ hè. Mùa hè thật tuyệt, mọi sinh viên thì về nhà, còn tôi thì có hàng tá dự định muốn làm. Và... It was so easy that night. Should have been strong, yeah, I lied. Nobody gets me alive. Cô ấy là Windy, người Mỹ gốc Đài. Windy sắp kết thúc chương trình Master khoa truyền thông ở đây. Một tháng nữa sẽ tốt nghiệp, cũng có nghĩa là cô ấy sẽ không còn ở đây bao lâu nữa. Thế đấy, đời không như mơ. Câu này có vẻ đúng với mọi hoàn cảnh. Nhưng dù sao thì sau đó, với sở thích chung là chụp ảnh, chúng tôi có nhiều lý do để nói chuyện. Tôi ngỏ ý muốn chụp cho cô ấy một bộ ảnh kỷ niệm trước khi về nước. Dù sao thì hè mà, tôi rảnh rỗi lắm. Tôi cũng muốn có cớ gì đó để gặp cô ấy nhiều hơn. Nói chuyện với ai đó quả là điều thú vị nhất mà tôi biết. Chúng tôi thậm chí đã đi chợ đêm, ăn hết các món ở đấy. Từ đó thì tôi phát hiện ra, Đài Loan có nhiều thứ ngon hơn là mình tưởng tượng.
Thật đấy, bạn nên thử đi. I haven't known yet. Take my hand, I'll teach you to dance. I'll spin you around, won't let you fall down. Would you let me lead? You could step on my feet. Give it a try, it'll be alright. The room's hush hush and now's our moment. Take it in, feel it all and hold it. Eyes on you, eyes on me, we're doing this right. Cause lovers dance when they're feeling in love. Spotlight shining, it's all about us. It's và rồi, bạn biết đấy, đôi khi những điều ngọt ngào nhất lại không đến vào thời điểm mà chúng ta mong muốn. Windy đi nhanh như một cơn gió và bỏ tôi ở lại. Năm học mới, sân trường lại đầy ắp tiếng nói cười của tụi học trò, bạn bè mới đến từ rất nhiều các quốc gia. Biển, núi, những tấm ảnh, tụi chúng nó vẫn vậy, chỉ thiếu duy nhất một thứ. Nhưng tôi cho là mọi thứ cũng không đến nỗi tệ. Tôi vẫn dậy lúc 9 giờ sáng, muộn xe buýt, đi học đầy đủ, theo đuổi ước mơ. Chụp ảnh vẫn là niềm vui lớn nhất. Dù sao thì tôi phát hiện ra một điều rằng niềm vui sẽ không bao giờ tự tìm đến bạn. Chúng chỉ xuất hiện khi bạn chủ động hơn với cuộc sống mà thôi. Sau tất cả mọi chuyện, tôi nhận ra một điều rằng cho dù bạn sống ở đâu đi chăng nữa, nếu bạn sống một cách thật tuyệt vời, những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn. Và giờ thì tôi biết lý do để yêu nơi này là gì rồi. Hi Tân. Do you know, I believe that everyone has a reason to love or hate a place. It was so easy that night. Should have been strong, yeah, I lied. Nobody gets me like you. Couldn't keep hold of you then. How could I know what you meant? There was nothing to compare to. I know everything changes, all the cities and faces, but I know how I feel about you now.